Quỹ tiền thưởng hàng năm theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP là bao nhiêu? Căn cứ theo khoản 3 điều 4 Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định như sau. Quy chế tiền thưởng của cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 2 điều này phải bao gồm những nội dung sau. A. Phạm vi và đối tượng áp dụng. B. Tiêu chí thưởng theo thành tích công tác đột xuất và theo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người hưởng lương trong cơ quan, đơn vị. C. Mức tiền thưởng cụ thể đối với từng trường hợp, không nhất thiết phải gắn với mức lương theo hệ số lương của từng người. D. Quy trình, thủ tục xét thưởng. E. Các quy định khác theo yêu cầu quản lý của cơ quan, đơn vị nếu cần thiết. Quỹ tiền thưởng hàng năm quy định tại điều này nằm ngoài quỹ khen thưởng theo quy định của luật thi đua, khen thưởng, được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương, không bao gồm phụ cấp, theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc và cấp bậc quân hàm của các đối tượng trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. Đến hết ngày 31 tháng 1 của năm sau liền kề, nếu cơ quan, đơn vị không sử dụng hết quỹ tiền thưởng của năm thì không được chuyển nguồn vào quỹ tiền thưởng của năm sau. Theo đó, quỹ tiền thưởng hàng năm theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP bằng 10% tổng quỹ tiền lương, không bao gồm phụ cấp, theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc và cấp bậc quân hàm của các đối tượng trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.